Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đội tuyển Thái Lan thắng Timor Leste ở trận khai màn AFF Cup 2020. Hai bàn của Pathompon và Supachok giúp Thái Lan thắng Timor Leste 2-0 ở bảng A tại AFF Cup 2020 diễn ra vào chiều ngày 5 tháng 12. Trong trận đấu chưa có sự phục vụ của Chanathip và Therathon, tuyển Thái Lan chơi vật vờ trước Timor Leste nhưng vẫn giành 3 điểm bằng các khoảnh khắc chớp cơ hội nhanh của Pathompon và Supachok. Bàn mở tỷ số của voi chiến đến từ tình huống Pathompon khống chế bước 1, xử lý tốt và dứt điểm gọn ở phút thứ 51. Đến phút thứ 81, Supachok ngả người vô lê ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Thái Lan. Chanathip và Therathon không kịp ra sân vì vẫn còn ở Nhật Bản. Huấn luyện viên Poking xếp đội hình gồm những cầu thủ tốt nhất có thể với đội trưởng Terasin Dangda và Supachok đã tiền đạo. Huấn luyện viên Poking bố trí sơ đồ ban đầu là 4-4-2 cho tuyển Thái Lan. voi chiến dễ dàng áp đặt thế trận. Trong hiệp 1, họ cầm bóng 80%, thực hiện 12 pha dứt điểm nhưng không ghi bàn. Timor Leste chỉ biết gồng mình chịu trận và không tung nổi cú sút trong 45 phút đầu. Lối chơi co cụm phòng ngự của Timor Leste gây khó khăn cho Thái Lan. Cụ thể là các cầu thủ áo đỏ tập trung đông quân số ở giữa sân. Thái Lan không thể tấn công trung lộ, qua đó đẩy bóng ra biên và tạt vào. Vòi chiến tạo một số cơ hội cho Dangda Supachok, song không thuận lợi để ghi bàn. Bàn mở tỷ số của Patompon là tình huống đến từ quả tạt ở biên phải. Cầu thủ vào sân thay người của voi chiến đỡ bóng xoay người với dứt điểm. Bóng đi không căng và chưa hiểm, nhưng thủ môn Timor-Leste không làm tốt trong pha phản xạ. Dạ. Sau đó cũng chính từ tình huống tạt từ biên phải tạo cơ hội cho Supachok ghi bàn. Thái Lan có điều mình cần là 3 điểm nhưng trận thắng hôm nay kém thuyết phục. Ngoại trừ tỷ lệ cầm bóng gần 80%, nhịp độ tấn công của voi chiến thiếu ổn định. Các đường chuyền quyết định hoặc tạt bóng của Thái Lan cũng thiếu mức độ sát thương. Phong độ của Đang Đa trên hàng công là báo động. Thủ quân Thái Lan liên tục xử lý lỗi, không còn linh hoạt và xuống thể lực. Supachok vẫn là điểm đến trong phần lớn đường bóng của Thái Lan. Song cầu thủ mang áo số 7 chưa có cảm giác tốt. Tuyển Thái Lan sẽ lần lượt gặp Myanmar, Philippines và Singapore tại bảng A AFF Cup năm 2020. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Đội nhà chiến thắng, fan Thái Lan vẫn chán nản, 100% chung kết Việt Nam gặp Malaysia rồi. Đội tuyển Thái Lan đã không có một màn trình diễn làm thỏa mãn người hâm mộ trong trận gia quân AFF Cup năm 2020 gặp Timor-Leste. Được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn gặp tương đối nhiều khó khăn trước Timor Leste. Vòi chiến tỏ ra thiếu sắc sảo trong các tình huống hãm thành và chỉ ghi được hai bàn thắng vào lưới đối phương sau 90 phút thi đấu. So với tỷ số 7-0 khi hai đội gặp nhau cách đây 3 năm, rõ ràng kết quả 2-0 khó làm người hâm mộ Thái Lan hài lòng. Nhiều cổ động viên xứ chùa vàng đã bày tỏ sự chán nản khi theo dõi trận gia quân của thầy trò huấn luyện viên Mano Poking. Đội tuyển Thái Lan đang trở lại thời kỳ đá bóng không thèm chạy chỗ thì phải, nhìn các cầu thủ thật sự mệt mỏi. Họ nói đội tuyển Thái Lan chỉ sử dụng đội hình gần như mạnh nhất nhưng lại chỉ thắng Timor Leste được 2 bàn, trong khi trước đây cách biệt là 7-8 bàn. Thật khó tưởng tượng chúng ta sẽ đánh bại Việt Nam bằng phong cách này. Nếu huấn luyện viên là Kia Tisak, tôi tin chắc chúng ta sẽ thắng Timor Leste không dưới 6 quả. Các cầu thủ Thái Lan thi đấu như thể họ không ăn bữa trưa vậy. Tôi mừng vì đội nhà chiến thắng, nhưng đây chưa phải là hình bóng của đội tuyển có thể vô địch. Tôi nghĩ năm nay 100% chung kết Việt Nam gặp Malaysia rồi. Chúng ta phải chấp nhận rằng các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á đều tiến bộ rất nhiều và Thái Lan có vẻ chững lại. Ở chiều ngược lại cũng có những ý kiến cho rằng đây mới là trận mở đầu và đội tuyển Thái Lan còn nhiều cơ hội phía trước để cải thiện màn trình diễn trên sân và hướng đến chức vô địch AFF Cup năm 2020. Mới là trận đầu tiên của huấn luyện viên Mano Poking và trận đầu tiên của giải đấu thôi mà, tại sao nhiều người lại chỉ trích đội tuyển dữ dội như thế? Hãy coi như trận gặp Timor-Leste chỉ là một màn khởi động thôi. Huấn luyện viên Poking đã xoay chuyển giữa hai sơ đồ 4-3-3 và 4-2-3-1 ngày hôm nay và thử nghiệm nhiều vị trí trên sân. Vậy tổng thể chiến thắng là điều tốt với đội tuyển Thái Lan rồi. Điều quan trọng là 3 điểm, lối chơi tin rằng sẽ được cải thiện dần qua thời gian tiến lên đội tuyển Thái Lan. Huấn luyện viên Mano Poking có lẽ vẫn còn những bài vở chưa tung ra hết, mọi người phải kiên nhẫn chờ đợi. Sau trận gặp Timor Leste, đội tuyển Thái Lan sẽ có gần một tuần nghỉ ngơi trước khi đối đầu với Myanmar. Họ cũng đón chào hai trụ cột là Chanathip và Bunma trở về từ Nhật Bản. Người hâm mộ Thái hy vọng những yếu tố này có thể giúp voi chiến thể hiện một bộ mặt giàu sức sống hơn và giành chiến thắng thuyết phục hơn. Tiếp tục bản tin với một thông tin khác. Cựu trung vệ Như Thành, tiền vệ Việt Nam vẫn chưa pressing tốt như Thái Lan. Đánh giá về trận đấu giữa Thái Lan và Timor Leste, cựu trung vệ Vũ Như Thành đưa ra cả điểm được lẫn chưa được của Thái Lan. Ông cũng so sánh hàng tiền vệ của Thái Lan với Việt Nam. Đội tuyển Thái Lan chưa thể hiện được như kỳ vọng khi gặp Timor Leste, đội tuyển yếu nhất AFF Cup năm 2020. Đoàn quân của huấn luyện viên Alexander Manopoking chỉ thắng 2-0 trước đối thủ. Nên nhớ ở những lần gặp nhau trước đó, Thái Lan thắng cách biệt 6-7 bàn trước Timor Leste. Đánh giá về trận đấu này, cựu trung vệ Vũ Như Thành nói. Tôi nghĩ cầu thủ Timor Leste không còn ngây thơ nữa, họ tổ chức đứng vị trí, tranh cướp bóng rất chủ động. So với hai lần tham dự trước đó, Timor Leste đã khỏe hơn, biết chơi hơn. Họ hạn chế những tình huống cướp bóng mà phải phạm lỗi với đối phương, thậm chí đôi lần Timor Leste còn có thể lên bóng bên phần sân Thái Lan. Nói về Thái Lan, cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam chia sẻ, Thái Lan vẫn chưa có phong độ tốt nhất, mặc dù họ đã có một số tình huống xuyên phá hàng thủ của Timor Leste, nhưng khâu dứt điểm của Thái Lan lại không tốt. Và nhìn từ hiệp 1 lẫn hiệp 2, tôi không thấy cầu thủ Thái Lan có nhiều thay đổi, có chăng họ tận dụng cơ hội tốt hơn thôi. Thái Lan đủng đỉnh khi chưa có bàn thắng, lẫn khi có bàn thắng. Anh phân tích, ở một góc độ chuyên môn nào đấy tôi vẫn thấy được phẩm chất của cầu thủ thái lan họ chơi nhanh chậm theo ý muốn điều đó thể hiện được trình độ kỹ thuật tốt hàng tiền vệ của thái lan sau khi mất bóng lập tức tổ chức pressing ngay để giành lại bóng đây là điều mà chúng ta nhìn nhận và học hỏi ngay cả đội tuyển việt nam thì hàng tiền vệ của chúng ta cũng chưa làm tốt như thế nhiều quan điểm cho thấy là thái lan may mắn với bàn thắng thứ hai khi mà vô vole đưa bóng trúng người cầu thủ timor leste trước khi đi vào lưới cựu trung vệ vũ như thành đưa ra quan điểm Tôi nghĩ trong bóng đá, mọi tình huống đều khó lường. Ví dụ, ngay là việc cầu thủ Thái Lan là Supachok Sarachat rút đập người cầu thủ Timor Leste và đưa bóng vào lưới. Nhưng cầu thủ Thái Lan đã tạo ra nhiều tình huống và khi đã chơi được như vậy thì họ sẽ có bàn thắng thôi. Các bạn không nghe nhầm đâu, 8 trận liên tiếp không thắng là thành tích của tuyển Thái Lan trước khi gặp Timor Leste ở trận mở màn bảng A AFF Cup 2020 tối nay mùng 5 tháng 12. Lần cuối cùng tuyển Thái Lan biết tới chiến thắng đã cách đây 2 năm, trong trận đấu gặp UAE vào ngày 15 tháng 10 năm 2019. 8 trận sau đó, Thái Lan hòa Việt Nam, Tajikistan, Oman, Indonesia, rồi thua UAE, Oman, Uzbekistan và Malaysia hai lần. Họ không còn là ông vua của Đông Nam Á, đội tuyển bách chiến bách thắng năm nào. Người khổng lồ mất phương hướng Sau đỉnh cao giai đoạn 2013-2017, bóng đá Thái Lan nhìn vào đâu cũng thấy vấn đề. Về thành tích, bóng đá Thái Lan đã thảm bại trên mọi đấu trường mà họ góp mặt. Tuyển Thái dừng bước ở bán kết AFF Cup năm 2018, thua tàn nát tại Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022. U23 Thái bị loại ngay ở vòng bảng SEA Games 2019, không hoàn thành mục tiêu ở U23 châu Á 2020 tại sân nhà. Thái Lan thất bại với mọi mục tiêu mà mình đề ra. Thất bại của đội bóng đương nhiên có trách nhiệm lớn nhất từ huấn luyện viên trưởng. Quyết định sa thải huấn luyện viên Akira Nishino là lần thứ 3 liên tiếp một huấn luyện viên đẳng cấp phải rời tuyển Thái trong thế cuối đầu. Từ năm 2017 tới nay, người Thái đã thất bại với thầy nội, châu Âu và châu Á. Những huấn luyện viên đẳng cấp với quốc tịch, phong cách chơi bóng khác nhau đều không cứu được tuyển Thái. Có cảm giác bóng đá Thái Lan đang xa vào bẫy thu nhập trung bình, bối rối trong việc tìm thấy con đường phát triển kế tiếp. Khi thành tích không ủng hộ, lực lượng cũng chẳng còn là điểm mạnh của tuyển Thái. Nhóm trụ cột đưa Thái Lan tới đỉnh cao dưới thời Kiatisak Senamuang đều sắp xỉ 30. Chanathip Songkrasin, ngôi sao số 1 của Thái Lan, năm nay đã 28 tuổi. Đội hình của tuyển Thái phân hóa rõ rệt thành hai nhóm cầu thủ, nhóm sấp xỉ 30 và nhóm trẻ. Nhóm trẻ ấy chỉ có 4 cầu thủ ở tuổi U23, tỷ lệ cầu thủ trẻ của tuyển Thái Lan thấp đặc biệt so với hai ứng viên là Việt Nam, Malaysia, càng không thể so sánh với Indonesia. Dù vậy, có thể hiểu được lý do tân huấn luyện viên trưởng Alexander Poking không tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ tại AFF Cup lần này. Trong giải đấu trước mắt, chiến lược gia người Brazil quyết định gọi những cầu thủ tốt, giàu kinh nghiệm nhất. Áp lực chiến thắng dành cho ông và tuyển Thái hiện là rất nặng nề. Với Thái Lan, giờ phút vui vẻ đã hết. Chiến thắng là thứ duy nhất giúp họ gỡ lại thể diện của mình với khu vực. Quyết tâm của bóng đá Thái Hướng tới chiếc vô địch lần thứ 6, người Thái làm mọi thứ có thể, tận dụng mọi nguồn lực. Họ không còn nhắm tới các huấn luyện viên đẳng cấp, giàu triết lý, mà đưa về một ông thầy quen thuộc có nhiều năm làm việc tại Thái Lích. Họ bổ sung một nữ trưởng đoàn tỷ phú Nuan Phan Lam San đầy quyền lực, người có khả năng huy động nhanh, quyết liệt mọi nguồn lực. Mục đích của hai hành động này rất rõ ràng. Thái Lan sẽ thực dụng để thành công ở AFF Cup. Ba năm trước tuyển Thái dừng bước tại bán kết khi không có những cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài. Lần này họ gọi về hết cho bằng được. Chanathip cho con Sadole Sapro, Jonathan Kimdi của Oden Boluk, Thanawat Sueng Chitavong của Leicester đều đã có mặt. Thái Lan cũng mở cửa cho tội đồ Therathon Bunmathan trở lại từ Yokohama F. Marinos. Sự xuất hiện của nhóm ngôi sao này cho thấy quyết tâm của tuyển Thái. Chỉ nửa năm trước, Liên đoàn bóng đá Thái Lan từng tiết lộ có thể dùng đội hình 2 cho AFF Cup. Nhưng các thất bại liên tiếp ở vòng loại World Cup buộc họ phải nghĩ lại. Hình ảnh của bóng đá Thái Lan không thể bị tổn hại thêm nữa, đã đến lúc phải hành động. Và khi cần hành động, người Thái cực kỳ quyết liệt. Họ bỏ qua sự cố từ chối lên tuyển để trao cơ hội thứ hai cho Ma Than. Họ thuyết phục từng câu lạc bộ cả Á lẫn Âu nhả người trong thời điểm căng thẳng của mùa giải. Đội hình Thái Lan ở AFF Cup tập hợp những cầu thủ hay, kinh nghiệm nhất và cực kỳ khát khao. Danh hiệu cuối cùng tuyển Thái có được đã tới đây cách đây 5 năm tại AFF Cup 2016. Giống hệt Việt Nam, Thái Lan cần thật nhiều chiến thắng để quên đi thất bại vừa qua ở vòng loại World Cup. Và Timor Leste rõ ràng là đối tượng không thể hoàn hảo hơn để người Thái gỡ lại thể diện. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!